duyên vợ chồng có thể là đến đây là kết thúc thì đường ai nấy đi. Ban đầu mình yêu thương nhau và mình chung sống với nhau thì mình kết thúc cũng phải tốt đẹp em ạ. Mình không hận thù, không hận thù, dù gì không còn cái tình thì cũng còn cái nghĩa. Chào em trai nhá. Em trai có thể giới thiệu em trai tên là gì? Em tên là Cừ Hương Bửng. Từ Hương Bửng ha? Dạ. Em trai quê ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Sài Gòn. Em quận mấy em? Em ở quận 8. Hôm nay em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ em gì đây? Dạ em tìm vợ em để về ký giấy ly hôn cho em ra cò. Tìm vợ về ký giấy ly hôn. Dạ. Vợ em tên là gì? Nguyễn Thị Tâm Linh. Nguyễn Thị Tâm Linh. Dạ. Tâm Linh. Dạ. Tên đẹp ha. Vợ bỏ đi lâu chưa em? Dạ bỏ đi thứ hai ngày 19, ở trên là ngày 19 tháng 2 với là âm 10. Ngày 19 tháng 2 mà hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 rồi em ạ. Dạ. Vậy là 12 ngày trời rồi. Dạ. Em có thể chia sẻ cụ thể cái lý do gì mà em lại tìm vợ về, không phải để hạnh phúc mà lại để ly dị không em? Dạ, em thấy nó có, em thấy nó đi với thằng đó, giờ ngủ với thằng đó, giờ em cũng không muốn quay lại, nữa. Người bắt một đứa. Em được mấy đứa con rồi? Dạ, em 2 đứa con rồi. 2 đứa con ha, lớn chưa em trai? Dạ, một đứa thì đứa lớn nhất là 4 tuổi, đứa nhỏ nhất là 2 tuổi. Em trai năm nay là em nhiêu tuổi rồi em? Năm nay là em 24. 24 ha? Dạ. Còn vợ của em? Vợ em là 22. 22. Mình cưới nhau lâu chưa em? Dạ, cưới lâu rồi. Cưới lâu ha? Dạ. Cái sự việc này em đã thông báo cho gia đình bên vợ em biết chưa? Dạ, cũng báo rồi. Ba mẹ vợ nói sao? Ba mẹ vợ nói là mẹ vợ em thì mất, còn ba vợ em thì nói là tụi con muốn làm gì tụi con làm, đừng có cái ba là được rồi. Vậy là còn làm ăn nữa. Vậy là ba cũng đã tâm sự là để mọi chuyện cho hai vợ chồng tự giải quyết. Dạ. Còn gia đình bên em biết chưa? Dạ, gia đình bên em thì biết rồi. Bên em thì có ủng hộ em. Ủng hộ em. Dạ. Và mọi thứ đều do em quyết định hết. Dạ. Em và vợ chung sống cụ thể tới giờ phút này là được bao nhiêu năm trời rồi em trai? Dạ, cũng được 7-8 năm trời. 7-8 năm. Mình là mình ở chung với ba mẹ hay là mình ở riêng? Dạ, hồi đó là mới cưới về là em ở nhà rể. Em ở rể. Ở rể ha? Dạ. Rồi sau đó? Sau đó em thấy nó cầm điện thoại nhắn tin hoài. Rồi nó đi chơi, một tuần thì nó làm có 4 ngày, mà còn 3 ngày kia thì nó có đi chơi không là em cũng không biết. Mà trong khi đó em đi làm về là không thấy nó, em nhắn tin em hỏi nó đi đâu. Nó nói nó đi với bạn, mà em hỏi bạn đó, thì nó nói là nó dặn bạn đó là nó nói là đi với bạn đó, đi chùa Cho Đốc gì đó. Giờ em cũng nghe lời, em cũng tin. Sau này em thấy nó đi hoài, ngày nào cũng đi. Xong bữa đó là bữa chủ nhật, em nóng quá em mới đánh nó một cái. Em chửi nó. Rồi xong bữa hai thì nó đem đồ nó dọn nó đi, đem giấy ha xanh của con nhỏ đi luôn. Vậy là có ẩm con em đi không? Có ẩm đứa nhỏ đi. Ẩm đứa nhỏ. Đứa nhỏ là nhiêu tuổi em ha? Đứa nhỏ 2 tuổi. 2 tuổi, trai hay gái? Gái. Gái. Yeah. Cái thời gian mà khi mà em phát hiện được cái sự việc rằng là vợ em có người đàn ông bên ngoài là cách đây lâu chưa em? Dạ em cũng mới nghe đây. Giờ nó cho thằng đàn ông chửi em trên mạng. Chửi em là chửi sao? Chửi em cái vụ trên mạng cái gì mày đánh nó này kia, mày không biết giữ chân chợ, mày không biết giữ hạnh phúc, mà trong khi đó nó dẫn vợ người ta, mày kia giữ hạnh phúc gì. Và em cái lần mà em tác động vật lý với vợ đó là cũng vì lý do nguyên nhân là vợ em có người đàn ông bên ngoài đúng không? Dạ. Em đã từng bắt được tận tay, thấy được tận mắt chưa? Chưa thấy mắt, chưa thấy bắt được. Hồi Tết này giao thừa là em đi làm. Nó nghĩ sao mà nó đưa nhỏ lớn qua bên bà nội nó cho bà nội giữ, còn bắt đứa nhỏ đi ra Vũng Tàu đến đó. Trời đất ơi, em thấy không? Em nói là mày đang ngủ khách sạn đúng không? Em kêu nó mở đèn lên, nó không dám mở. Là em thấy nó, thấy cái gói là ngủ khách sạn rồi, vậy rồi em nghi rồi, em nghi là bữa đó rồi. Dạ. Em là làm cụ thể là công việc gì? Dạ em làm lơ xe cà phê muối chú Long. Là theo bán cà phê cho chú Long. Dạ. Cà phê muối ha. Dạ. Còn vợ em? Vợ em thì làm con cây sâm hương. Là hai vợ chồng làm hai công việc hoàn toàn khác nhau. Dạ. Và đặc biệt như em chia sẻ rằng là vợ em một tuần chỉ làm 4 buổi hả? Dạ. Còn 3 buổi là đi chơi. Dạ. Em chia sẻ có đúng sự thật không em? Dạ, ba buổi đó như là có một buổi là nó đi chơi, còn hai buổi kia thì nó ở nhà. Dạ. Theo như em nhận xét rằng cái thời gian gần đây, gần cái ngày mà vợ em bỏ đi, vợ chồng có được hạnh phúc không? Dạ không. Vợ chồng em về nhà với nhau có thường xuyên tâm sự không? Dạ không. Từ khi nào bắt đầu là vợ chồng dạn nứt tình cảm em? Dạ, hình như mới năm ngoái. Ồ, từ năm ngoái tới giờ hả? Vậy là một thời gian rất là lâu dài đấy ha. Dạ. Vợ chồng không còn nói chuyện với nhau nữa hả hay sao? Dạ, ít lắm. Và em... Mà nó đòi đi đâu thì em cũng chở nó đi chơi á. Dạ. Từ khi nào em phát hiện ra được là vợ em có người khác? Dạ em thấy càng ngày càng bấm chăm chú điện thoại vô là em thấy là nghi rồi. Em cũng không biết, là không nghĩ là nó quen thằng đó nữa. Em đã thấy cái thanh niên đó chưa? Dạ thấy. Có đẹp trai không? Cũng không biết nữa. Nếu mà trong tầm mắt nó, trong tầm mắt vợ em á thì chắc nó đẹp trai, còn trong tầm mắt em thì em cũng không biết. Nó có ngon hơn em không? Em cũng biết. Nhưng mà trong cái thời gian chung sống vợ chồng với nhau á, 7-8 năm trời á, dạ, em có làm điều gì lầm lỗi với vợ không? Dạ có. Điều gì? Điều nhất là lúc trước là em có đi chung với vợ, bầu cũ của em. Đi cũng quen có ngày trời nó phát hiện. Em cũng bỏ, em cũng rồi quay lại nữa. Sống tới giờ là hai đứa con luôn. Vậy là cái câu chuyện này em trai là ông ăn chả là bà ăn nem đúng không? Nhưng mà sao mình có vợ rồi sao mình còn quay lại với người yêu cũ làm gì? Tại vì nó lúc trước là nó có quen thằng kia rồi. Ô trời đất ơi. À. Vậy là mới cưới về lại đã xảy ra vậy rồi hả? Dạ, dạ. Tại vì nó quen thằng kia rồi, em đã bỏ hai thứ nó rồi một lần rồi. Lúc đó là hai em có con chưa? Chưa luôn. Là lúc đó là nó em mới vừa phát hiện thôi là em có đánh lộn với thằng đó luôn rồi. Vậy là mình chơi thẳng luôn cái người đàn ông đó luôn. Dạ. Là lúc đó cưới được bao lâu? Dạ lúc đó là cưới được chừng 1 năm mấy 2 năm à. 1 năm hay 2 năm mà chưa có con hả? Dạ. Vậy là sau đó thì em lại quay lại với người yêu cũ đúng không ạ? Hẹn hò đúng không? Dạ. Có thể là đôi khi là cái cảm giác ùa về. Dạ. Mối tình đầu mà, đúng không em? Nên mà có thể là chưa thể quên ha. Hoặc là có thể là tình cờ gặp ở đâu đó thì cái ký ức lại ùa về ha. Dạ. Thì làm sao mà em để vợ phát hiện được? Dạ, tại vì nó mượn điện thoại em, nó vô nó coi cái kia. Em bữa đó là em cũng chưa có xóa tin nhắn nữa. Vậy nó vô nó coi thì nó đọc thì nó phát hiện rồi nó đi theo dõi rồi nó chửi lộn nhỏ đó luôn. Vậy là em thì ban đầu thì vợ em gọi là ngoại tình đi, nói thẳng ra là vậy luôn đi ha. Thì em cũng vẫn tha thứ cho nó một lần rồi. Thì em cũng đã xử lý, em đã xử lý cái người đàn ông đấy. Và lần hai thì em đi, lần hai là lỗi của em. Thì em đã gọi là có thể là một phút yêu lòng thì hẹn hò gì đó với lại người yêu cũ, thì vợ em cũng đã tới đã dằn mặt rồi đúng không? Dạ. Thì sau đó hai vợ chồng có lành với nhau không? Dạ cũng có lành với nhau, rồi bắt đầu là hai vợ chồng quê với nhau là hai chồng đẻ con luôn. Đẻ ra 2 đứa. Là cách đó khoảng bao lâu thì mình quyết định tới là sinh con? Dạ vợ em 18 tuổi là dính bầu rồi. Là lúc đó mới quyết định sinh con. Dạ. Mình lúc đó mình có suy nghĩ kỹ không em? Dạ em thấy mẹ vợ em kêu đẻ một đứa để cho mẹ vợ em giữ. Nhưng mà cái lúc đó là hai vợ chồng thực sự đã hướng về nhau chưa? Dạ hai vợ chồng lúc đó là hướng nhau. Cái tình cảm là mình chấm dứt hết mọi thứ xung quanh để mình hướng về nhau rồi đúng không? Và sau đó thì đẻ được đứa con. đẻ được đứa hay hai đứa thì bắt đầu là vợ em lại có người đàn ông khác. Tại em không Nếu mà cái chuyện nào mà khó quá thì mình bỏ qua em ạ. Dạ. Và tới giờ phút này là em còn thương vợ không? Dạ cũng còn hơn chút, mà giờ nó đối xử em như vậy. Lúc đầu là nó để hờ, nó qua hàng này là 15 tháng 7, mà sao cái tháng 11, 12 vậy á, nó nói nó dính bầu, rồi nó để hờ con em sẵn sàng, em bỏ tiền ra em phá nó 1 triệu mấy. Lúc đó mấy tháng này em? Lúc đó là mới dính bầu có 1 tháng trời à. Đứa trẻ nó không có tội em ạ. Dạ em cũng tại bác sĩ nói là nó đẻ 2 đứa rồi, đem mổ 2 đứa rồi, em sợ đó nó đi chế thằng đó nữa. Giờ bắt đầu là em nói em đánh nó một cái, em chửi nó, em chửi nó, xong rồi bắt đầu là qua ngày mai nó dọn đồ nó đi luôn. Vậy là từ ngày đó tới giờ là vợ đi luôn. Dạ. Từ ngày 19 ha. Dạ. 19 tháng 2 đúng không? Dạ. Bữa chủ nhật là nó đi chơi ở đó. Em có đi tìm kiếm mọi nơi chưa? Dạ em đi tìm, sáng em đi làm, tối chiều tối là hai cha con đi tìm. Nó đi kiếm nó, lúc mà nó mới vừa đi là hai cha con đi kiếm nó. Em có khóc không? Trong thời gian vợ đi em có khóc không? Dạ có khóc, có rớt nước mắt gì, khóc nó. Nhưng mà đàn ông em ạ, chuyện gì đến là sẽ đến, phải bản lĩnh lên em ạ, phải đối diện với sự thật. Đàn ông, anh nói thật, chỉ rơi lệ khi ba mẹ, người thân mất nha, nghe anh. Cái nước mắt của mình mà không thể rơi lệ những cái điều mà không xứng đáng em ạ, được không? Nhưng anh thấy em rất là bản lĩnh. Khi mà về đây em chia sẻ cái câu chuyện là tìm vợ về ly dị, thì anh thấy cái nghị lực, cái người đàn ông của em rất là bản lĩnh. Và trong quá trình hôn nhân, cái lần đầu em sai phạm là em hẹn hò với lại người yêu cũ đúng không ạ? Trong quá trình từ cái ngày đó tới giờ em có sai phạm điều gì nữa không? Dạ, có đánh vợ, chửi vợ. Là vì lý do là vợ có người đàn ông khác? Dạ. Đúng không? Dạ. Vậy là vợ chồng em trước giờ là sống là hôn nhân đâu có hạnh phúc đâu em. Dạ. Hạnh phúc thì ít, đúng không ạ? Dạ. Mà có thể là cự lộn hoặc tình cảm giận đất thì rất là nhiều. Em tưởng đâu là nó đẻ 2 đứa là nó biết quay đầu sửa đổi rồi, ai ngờ nó vẫn tiếp tục cố chấp. Và tới giờ phút này là em quyết định là buông tay. Dạ. Khi mà em suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Em có sợ rằng 2 đứa con của em như thế nào không? Chứ giờ nó đi, nó bỏ con gái lớn ở đây, nó trong khi đó nó đi á, con gái lớn em á bị đập đầu á, nó sưng nguyên một cục, cục nó bầm ở chổng, mà em kêu nó về, nó không về. Nó vẫn chặn Facebook của em lại, vẫn chặn Zalo của em lại. Nó kêu em á, mày hỏi kiếm tao nữa, tao không quay về mày nữa đâu, tao mệt mỏi mày lắm rồi. Mày để tao vài ngày nữa đi, tao về tao ký đơn cho mày đi. Rồi em để nó vài ngày rồi nó không có về luôn. Vậy là có thể trong cái suốt quá trình chặng đường hôn nhân của em, anh thấy là cái cuộc tình, cái hôn nhân, cuộc sống vợ chồng này của em thật sự rất mệt mỏi. Dạ. Đúng không em? Dạ. Hình như là hai người thương nhau là chỉ đẹp lúc ban đầu thôi em ạ. Dạ. Đúng không? Dạ. Em có công nhận những lời anh nói không? Dạ, công nhận. Chỉ những ngày hạnh phúc lúc ban đầu thôi, còn về khi mà thực chất thì cái đúng nghĩa là vợ chồng chung sống với nhau thì anh thấy là vui thì ít. Dạ. Mà nỗi đau thì rất nhiều. Dạ. Trong thời gian vừa qua có bao giờ em suy nghĩ những cái điều không tốt không? Dạ, em suy nghĩ em bỏ ăn bố ngủ mấy ngày luôn. Rồi mới bắt đầu lặp lại. Có bao giờ mà chính vì những cái điều không tốt đó mà em suy nghĩ tới cái điều tiêu cực không? Mỗi lần mà như thế rồi em có tìm rượu bia em giải sầu không em? Dạ em không có tìm rượu bia. Em có biết nhậu không? Dạ không. Không. Em có chơi bời không? Dạ có. Có bài bạc đá gà không? Không. Em chơi bời thể loại gì? Chơi bài đi chơi người kia. Đi chơi bạn bè thôi đúng không? Mình có chơi những cái chất cấm không? Dạ, chứ có rồi, hết rồi. Bỏ đây ha. Dạ. Trai trẻ mà ai cũng có một thời, nhưng mà biết quay đầu là bờ là tốt em ạ. Dạ. Và tới giờ phút này thì có thể rằng là em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, khi mà em về đây nhờ các anh em đúng không? Dạ. Những ngày tháng thăng trầm cuộc sống vợ chồng của em thì Có khi là tới giờ phút này em lên đây là mọi chuyện nó đã chấm dứt, kết thúc. Tới giờ phút này là em vẫn còn yêu vợ và vẫn còn thương vợ. Em có muốn rằng lần này vợ về, nếu vợ em về mà biết nhận ra lỗi lầm mà muốn hàn gắn với em để chăm sóc cho các con thì em có đồng ý không? Em có tha thứ tất cả không? Nếu mày có về á là nó sẽ lỗi ba mẹ nó với ba mẹ em. Giờ nó hứa là nó sẽ hứa là không này kia nữa, nếu mà đi nữa một lần nữa là em không muốn quay về nó nữa. Còn mà nó vẫn cố chấp thì em đi vậy nó. Trong những cái ngày gần đây em có liên lạc được với vợ không? Dạ nó chặn hết của em luôn. Chặn hết à? Trên cái video này, trước khi nó đi là nó không có đem sim nữa. Trên cái video này anh dành cho em, một người đàn ông thật sự rất là nghị lực. Em khác hẳn với những người đàn ông khác về đây nhờ tìm vợ. Ngày hôm qua em có xem không ạ? Một người đàn ông quê ở An Giang, anh trai thì năm nay anh trai cũng 40 mấy tuổi rồi, nhưng mà khóc suốt luôn, khóc ngất xỉu luôn. Nhưng mà đàn ông em ạ, đàn ông phải bản lĩnh lên em ạ. Chuyện gì đến sẽ đến, mình dám đương đầu với sự thật. Tới chuyện gì cũng sẽ kết thúc được. Cái này em đâu có lỗi đâu. Tại nó đi, nó bỏ chồng, bỏ con, nó để lại đứa lớn, còn đứa nhỏ nó bắt đi lỡ sợ là cha dượng nó hành hạ, đập, đánh đập là em đứt xót. Cái duyên vợ chồng có thể là đến đây là kết thúc thì đường ai nấy đi. Ban đầu mình yêu thương nhau và mình chung sống với nhau thì mình kết thúc cũng phải tốt đẹp em ạ. Mình không hận thù. Không hận thù, dù gì không còn cái tình thì cũng còn cái nghĩa. Nay mai có thể là vợ chồng em bây giờ là kết thúc thì nay mai ví dụ đi ra đường thì mình gặp nhau mình vẫn chào nhau bình thường. Bởi vì dù gì thì cũng có những cái ngày tháng chung sống với nhau. Em phải dành một cái điều gì đó em muốn tâm sự với. Nó nói em á, nhắn tin em á, kiếm tao làm gì, kiếm tao cặt tao hay sao? Cái người đàn ông ấy buông những cái lời lẽ như vậy với em ạ. Thôi mình không có chấp nhá. Đặc biệt là em, bởi vì tuổi đời của em còn rất trẻ. Và đặc biệt đừng vì một cái chuyện gì đó để rồi suy nghĩ nông nổi mà gây ra một cái điều hậu quả không tốt. Anh khuyên em như thế này này, tất cả mọi việc đều có cách xử lý hết, không nhất thiết phải dùng bằng vũ lực em nhá. Mình không nóng giận, mình phải kiềm chế. Thứ nhất là mình không được đụng tay đụng chân. Bởi vì sao? Bởi vì nếu em đụng tay đụng chân, người mà tổn thương nhất và người sẽ chịu hậu quả là em. Được không? Mình bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống để em còn trách nhiệm làm cha, để em đi làm nuôi con nữa mà. Em phải dành một cái điều gì đó trong thời gian này em muốn gửi gắm tới vợ em. Một là em muốn vợ em về để ký giấy ly dị và đường ai nấy đi. Hai là em cho vợ em cơ hội. Mời em lên tiếng. Nếu mà nó mà về nó biết. Em nói chuyện với vợ của em đi. Em phải gọi vợ em bằng em đi. Em mà có về á, em có xin lỗi ba mẹ em với ba mẹ anh. Giờ em hứa là em đốt nha em hời này kia là anh sẽ bỏ qua hết tất cả. Còn nếu mà em mà vẫn cố chấp như vậy thì anh ly dị. Đường ai nấy đi ha. Đường ai nấy đi. Nếu bản tính của vợ em tới giờ phút này mà nếu mà em mà nuôi không nổi thì trả lại đứa nhỏ cho anh nuôi. Anh vẫn nuôi bình thường, anh không lấy vợ. Là em là quyết định là không lấy vợ nữa? Chắc không, mình còn trẻ mà. Em còn lo cho hai đứa nhỏ. Nếu mà nó trả về em sẽ lo cho hai đứa nhỏ. Có thời gian đâu mà anh lấy vợ nữa. Vậy là chấp nhận, gọi là còn nó mà hy sinh hạnh phúc của bản thân để nuôi cho các con. Có thể rằng là cuộc hôn nhân của các em tuổi đời còn quá trẻ quá em ạ. Ngày cưới đó thì em mới hai đứa nhỏ nó em trai này không có mẹ. Anh hiểu những cái gì em đang suy nghĩ. Có thể rằng những cái thời gian ngày đó hai em yêu nhau và quen nhau còn rất nhỏ. Đôi khi cái tuổi của các em đang là cái tuổi ăn tuổi chơi em ạ. Nhưng mà cuộc sống chơi bời tự do nó khác hẳn với cuộc sống có gia đình. Khi có gia đình rồi có con cái bên nội bên ngoại, mọi thứ nó sẽ rất là mệt. Thôi thì chuyện gì đến nó cũng đã đến nhá. Thì anh cũng không biết nói gì hơn đâu. Cái chuyện gia đình thì anh không dám đi sau. Và chính em, chỉ có em là người sẽ kết thúc mọi chuyện thôi. Nếu còn duyên vợ chồng thì ở với nhau, hết duyên thì mình kết thúc. Chứ mình cứ để dây dưa hoài như vậy làm tổn thương lòng nhau thì nó cũng là cái điều không hay. Vợ chồng, anh nói thẳng luôn, vợ chồng là người dưng. Đúng chưa? Cảm thấy yêu thương nhau, mến nhau thì mình tiếp tục. Còn không thì mình chia tay một cách êm đẹp, không hận thù nhau nhá. Em còn điều nào chia sẻ với vợ nào không? chỉ mong rằng là nó đi đó thì nó trả con gái nhỏ cho em để cho em nuôi thôi. Em sợ là cha dượng nó quýnh nó, quýnh nó, giờ lúc đó là em còn hận nó thêm nữa. Như vợ em như thế này này, còn yêu còn thương gì thì cũng phải quay trở về. Nếu hết yêu hết thương về giải quyết một lần cho xong, về ký giấy ra tòa ly dị, đường ai nấy đi. Sau đó thì mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Còn nếu mà trong cái trường hợp của em, câu chuyện của em tới giờ phút này mà vợ em đang còn hôn thú với em là vợ em đang vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Còn cái người đàn ông kia thì cũng đang vi phạm luôn. Bởi vì người đàn ông kia là một cái người đàn ông có thể là không tốt, bởi vì phá vỡ gia can hạnh phúc nhà người khác. Chính tay người đàn ông đấy là cái người thứ ba làm cho gia đình nhà em tan nát. Và không riêng gì người đàn ông mà rất nhiều người phụ nữ. Anh em đã ghi nhận rất nhiều trường hợp gọi là tiểu tam trà xanh ấy em, phá vỡ gia can hạnh phúc nhà người khác. Bỗng dưng gia đình đang hạnh phúc, bỗng dưng một ngày vì một phút yếu lòng, xe nắng xe mưa, mà để rồi đánh đổi lại là gia đình tan nát hết. Và cái điều mà tội nhất vẫn là các đứa trẻ. Chúng lớn lên thiếu một người cha, một người mẹ, mà đặc biệt rằng cái câu chuyện rằng là chính cha hoặc mẹ của mình là người phản bội, cũng như người vì một cái hạnh phúc riêng của bản thân mà làm cho gia đình tan nát, thì đó là một cái điều thật sự rất lấy làm tiếc em ạ. Thôi cố gắng em trai nhá, cố gắng, chuyện gì đến sẽ đến. Anh thấy em rất bản lĩnh đấy, thật sự anh thấy em rất bản lĩnh. Không phải là anh khen em đâu, mà anh tiếp xúc rất nhiều người đàn ông về đây, khóc lóc, nước mắt tràn cơm. Họ yếu đuối lắm, họ không mạnh mẽ như em đâu. Hay là vì em tuổi đời còn trẻ, giới trẻ bây giờ mạnh mẽ hơn những các anh các chú thời về trước. Hy vọng rằng em gái xem được video này, thấy chồng của em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm em, thì hy vọng em đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về để mà giải quyết một cách êm đẹp nhất và một lần cho xong với chồng. Còn sau đó thì em có thương ai, yêu ai thì đường ai nấy đi một cách dễ dàng hơn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì ngày hôm nay anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận rất nhiều sự việc về vợ bỏ đi. Muôn vàn lý do, người thì vợ theo trai, người thì vợ đi vì chồng đối xử không tốt, người thì vì gia đình, vân vân và vân vân. Thì tới giờ phút này đây thì cái thời điểm này thì giờ này cũng gần 1 giờ chiều rồi cô chú anh chị. Thì anh em vẫn phải ngồi đây để mà chia sẻ câu chuyện của em trai cho tất cả cô chú anh chị cùng xem. Rất hy vọng rằng cái video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ. Hy vọng một ngày gần nhất thì vợ của em trai sẽ sớm quay trở về để giải quyết chuyện tình cảm gia đình một cách êm đẹp nhất. Em trai còn điều nào chia sẻ nào không? Dạ anh có kèm thằng đó luôn rồi. Chắc chắn rằng cái thông tin của em đăng lên thì sẽ biết được thôi nhá. Thì anh cũng như rồi, ok em, anh cũng như là cô chú anh chị sẽ giúp em nhá. Cố gắng nuôi con nhá, không suy nghĩ dại dột nhá. Và đặc biệt rằng em phải là người sáng suốt nhất, không được dùng, không được có suy nghĩ những cái hành động mà dùng đến vũ lực hay là tay chân nhá. Bởi vì khi em dùng tới những cái tác động đấy thì người hối hận nhất sẽ là em đấy nhá. Để đi mấy ngày em giái nó về cho về, em cạo đầu mà nó không về thôi, em cạo trước luôn. Cạo đầu chi em? Anh thấy em đội nón đấy nhưng mà anh không dám hỏi. Đâu em có thể dở cái nón ra xem được không? Trời ơi, cạo chi hả? Thôi đừng cạo nha. Em phải làm những cái điều gì mà vì người phụ nữ xứng đáng kìa. Ví dụ như về, ví dụ như là vợ em là người yêu thương em yêu thương vợ em, mà vợ em bệnh hoặc vợ em thế này thế kia thì em sinh vái để cho vợ em tốt hơn thì được. Còn đường này vợ em đi theo người khác mà em làm chi nhá, được không? Hứa với anh cũng như cô chú anh chị, em phải sống thật tốt để nuôi các con em. Sau này vợ em nhìn nhận lại sẽ có cái thể là có những cái giây phút là ô hối tiếc tại sao ngày đó lại bỏ em, bỏ các con để đi nhá. Hôm nay em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình, đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ em. Thì em có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ em không? Dạ, đồng ý. Và toàn bộ câu chuyện sự việc em vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ, đúng sự thật. Nếu mà có là gian dối gì á thì trước pháp luật giải quyết em. Em sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm ha. Anh chúc em thật nhiều sức khỏe. Và đặc biệt rằng là trong thời gian ngắn nhất em sẽ trực tiếp gặp vợ em để nói chuyện rõ ràng, giải quyết. Còn duyên thì ở hết duyên thì đường ai nấy đi. Cố gắng, em cố gắng thật tốt nhá. Công việc thì thật thuận lợi để mà chăm lo cho các con của em nhá. Em còn trẻ mà, tương lai còn rộng em ạ nhá. Rồi xin phép chào em. Dạ rồi em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi lắng nghe hết video này. Em xin phép xin chào và hẹn gặp lại.